Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dành thời gian trao đổi về định hướng của Việt Nam trong sử dụng nhiên liệu sinh học, đề nghị Hoa Kỳ ủng hộ đầu tư các nguồn lực về kỹ thuật và công nghệ nhằm phát triển sản xuất và sử dụng nhiên liệu xăng sinh học tại Việt Nam. Qua đó, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị các bên tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu COP26. Thứ trưởng cũng đã nêu ra các quan ngại của Việt Nam đối với việc Hoa Kỳ tăng cường các cuộc điều tra về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Liên quan đến vấn đề thương mại nông sản, Thứ trưởng đánh giá cao việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản của cả hai quốc gia, như Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu dừa tươi và đang trong những bước cuối cùng để cấp phép nhập khẩu cho trái chanh dây. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mở cửa cho bưởi chùm, đào và xuân đào từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đang hoàn tất các thủ tục cho các sản phẩm như là cam, quýt, mận và chanh không hạt. Về phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Alexis Taylor nhất trí với quan điểm của Bộ Công Thương và đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh các quy trình liên quan để tiếp tục mở cửa thị trường cho nhiều loại trái cây, tạo điều kiện thuận lợi cho một số sản phẩm thực vật và hàng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, ethanol với Việt Nam trong thời gian tới.